Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blockstar đến xe trong loạt bài hướng dẫn về JavaScript. Mình là Việt. Hôm nay thứ bảy, đáng lẽ ra đưa người yêu chơi nhưng vì người yêu chưa có nên Thành lại ngồi làm clip cho các bạn. Tôi hy vọng là các bạn nam thì thứ bảy cũng nên đi chơi, đưa bạn gái đi chơi. Chúng ta quay lại trở lại bài học thì đầu tiên là nhắc lại những cái phần trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về phần liên quan đến click event thì chúng ta có đã làm về phần đấy. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu đến một cái sự kiện nữa là sự kiện chuột, tức là chúng ta có những tác vụ đối với chuột. Thì ở trên con chuột của chúng ta thì có ba cái nút bấm, ba cái núm phải, giữa và trái. Thì khi chúng ta click vào ba cái đấy thì chúng ta bắt sự kiện như nào, hoặc là click bất kỳ một cái nút nào thì bắt sự kiện như nào, hoặc là khi chúng ta dê chuột vào cái vùng dê vào vùng nhạy cảm chẳng hạn thì nó sẽ phát hiện cái gì đấy, thì ví dụ thế. Thì đấy là những cái sự kiện liên quan đến chuột, hoặc là khi mà chúng ta click rồi xong rồi chúng ta nhả cái button, thì đấy là các sự kiện mà chúng ta có thể xử lý. Thì nói vui với các bạn như thế, nhưng mà chuột thì chúng ta gọi là ba cái button, tức là trong 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 cái ngôn ngữ Java thì nó gọi là button, tức là button left, middle và right, hoặc là sự kiện di chuyển, tức là move, tức là khi di chuyển chuột như này. Thì là về các nội dung thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái text area bất kỳ như này. Chúng ta không cần chỉnh tên bởi vì chúng ta chỉ quan tâm sự kiện chuột thôi, đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta có cái text area này, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên là về cái click thì các bạn dê chuột vào cái phần event của thằng text area này. Đầu tiên là các bạn chú ý chọn cho đúng cái thằng đối tượng trước, thằng component là text area này, xong rồi chọn cái event, xong rồi xuống dưới này thì nó có một loạt liên quan đến chuột đây, thì các bạn thích chọn nào chọn. Thì đây tôi làm về cái click này để cho các bạn xem. Thì đầu tiên là chúng ta click vào đây. Bây giờ click, muốn click thì chúng ta làm như nào? Thì ví dụ để đơn giản nhất là chúng ta sẽ append vào ngay cái thằng text area đấy, append một cái show ví dụ như là click. Để xuống dòng ở trong cái text thì các bạn ấn xuống dấu search như này và dấu n. Thế là cái cách làm của chúng ta, tức các bạn sẽ thấy cái đoạn code như này, tức cái ký tự mà search n, thì các bạn mà lập trình nhiều thì các bạn sẽ biết đây là ký tự enter xuống dòng, thì append vào như này. Thì khi chúng ta click vào bất cứ một cái nút nào thì nó cũng sẽ xuất hiện trong cái text đấy. Giờ chúng ta chạy đây, các bạn sẽ thấy là click chuột trái này, giữa này, phải này, thì cả ba cái được cái click cái nào các bạn không biết, đúng không? Thì đây là click ba cái nút lệnh thì tất cả nó đều hiện ra cái click này. Tiếp đến là bây giờ chúng ta bắt sự kiện là ví dụ ở đây khi ta bắt sự kiện là ấn trái phải giữa thì nó bắt như nào. Thì giờ chúng ta sẽ check, đầu tiên là if, ở đây các bạn có cái tham số điền vào là mouse event, đây thì giờ chúng ta lấy event chấm get modifier, thì cái này chính là cái trả về cái thao tác sự kiện input event chấm. Thì ở đây kéo xuống các bạn sẽ thấy nó có ba cái thằng như này. Thì ở đây là có button 1, button 2, button 3, thì ba cái mask, tức là đây là ba cái mask trả về cái event của ba thằng. Thì ở trên con chuột nó thứ tự là trái, giữa và phải, thì tương tự như thế là sẽ là 1 2 3. Thì ở đây chính là ba cái sự kiện mà chúng ta cần phải bắt. Thì đầu tiên là button ở đây, button 1 như này, thì chúng ta thực hiện cái việc là gtextarea.append như này, left và xuống dòng như này. Thì đấy chính là cái việc thao tác của chúng ta. Tương tự như thế thì chúng ta copy hai lần nữa, chỉnh sửa đây thành 2 3, và thay cái này thành middle, cái này thành right, xóa cái dòng này đi, trong NetBeans xóa là Ctrl E. Thì các bạn nhớ bây giờ chúng ta chạy thì ở đây click phải, trái, giữa, phải, trái, giữa. Thì đấy là các bạn thử đọc bị loạn này. Thì ở đây là khi chúng ta click thì đấy chính là sự kiện click của chúng ta. Thì về cơ bản thì cái việc click như thế này thì khi các bạn thực hiện, các bạn mà làm về game chẳng hạn, thì khi chúng ta cần bắt các sự kiện này thì các bạn chú ý, thì đấy là ba cái thao tác. Tiếp đến là
Nhắc game thì có thể các bạn sẽ bắt cái tọa độ mà chúng ta click, thì ví dụ các bạn cộng với evt.getpoint như này. Point này thì nó sẽ trả về cái đối tượng, đây các bạn sẽ thấy. Các bạn sẽ thấy là nó trả về đối tượng point của thằng kia. Thì bây giờ chúng ta có thể cộng với xi như này thì tùy các bạn. Thì mình lười thì mình chấm này thôi. Thì ví dụ như này, các bạn sẽ thấy đây. Click vào 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 đây là click left. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ ăn vào như này. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện ra cái hai cái sâu ký tự, à, có cái sâu ký tự là x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu. Thì khi chúng ta click thay đổi thì nó sẽ thay đổi cái tọa độ đấy. Thì đấy chính là cái ý nghĩa. Như này thì nó sẽ in ra xuống dòng cùng một dòng. Thì nếu các bạn muốn thì các bạn có thể làm như này, cộng với x cộng với evt.getpoint cộng chấm với y như này. Thì các bạn sẽ thực hiện công việc như này. Đây là cái dấu mở ngoặc, đây là dấu đóng ngoặc. Thế là để trình bày nó đẹp thôi, cộng với dấu phẩy như này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái hiển thị ra nó nhìn đẹp mắt hơn. Đây các bạn sẽ thấy từ xy tương tự như thế. Thì đây là cái cách chúng ta bắt các cái sự kiện khi chúng ta click. Thì như vậy bài hôm nay tôi sẽ các bạn bắt cái sự kiện click của chuột. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của Blockstar Đen Xe.